Mến chào các bạn yêu thích bóng đá, trở lại với phần nhận định, phân tích, soi kèo tỷ số trận đấu giải vô địch quốc gia Ý, Serie A giữa Verona với Inter Milan vào lúc 1 giờ 45 rạng sáng ngày 28 tháng 8 theo giờ Việt Nam. Ở vòng 2 Serie A tới đây, Verona sẽ có cuộc tiếp đón những nhà đương kim vô địch Inter Milan trên sân nhà. Verona đang có khởi đầu không tốt khi để thua trong trận đấu mở màn. Trong khi đó, Inter Milan lại đang tỏ ra cực kỳ tự tin sau chiến thắng hủy diệt trong ngày ra quân. Phong độ những trận đấu gần đây của Verona rõ ràng đang không có được sự ổn định. Cụ thể ở 5 trận gần nhất, đội bóng này đã có 2 chiến thắng, tuy nhiên họ cũng đã phải nhận 2 trận thua và 1 trận hòa ở thời gian này. Hơn nữa, thầy trò huấn luyện viên Di Francesco cũng đã có khởi đầu không mấy vui vẻ tại Serie A khi để thua ngay trong trận đấu đầu tiên. Thử thách tiếp theo của The Mastiff ở vòng 2 tới đây sẽ là những nhà đương kim vô địch Inter Milan. Ở thời điểm hiện tại, rõ ràng Verona sẽ không phải đối thủ của Inter khi họ đang có phong độ cực kỳ hủy diệt dạo gần đây. Có chăng được thi đấu trên sân nhà ở trận đấu này sẽ kéo lại đôi chút lợi thế cho đội chủ nhà. Phong độ sân nhà của đội bóng này lại đang khá tốt khi họ mới chỉ thua 1 trong 5 trận gần nhất. Phía bên kia chiến tuyến, Inter lại đang tỏ ra không có đối thủ trong những trận đấu gần đây khi họ đã toàn thắng ở 5 trận gần nhất. Bên cạnh đó, chiến thắng 4 sao trước Genoa ở trận đấu mở màn đã chứng tỏ họ vẫn đang sống tốt khi không có Lukaku. Việc chỉ phải đối đầu với Verona bị đánh giá thấp hơn về mọi mặt sẽ là cơ hội để Nerazzurri tiếp tục nối dài mạch trận toàn thắng của mình. Soi kèo tỷ lệ nhà cái châu Á chọn cửa trên Inter Milan. Trận gần nhất Verona kèo đồng banh với Sassuolo thua kèo. Trận gần nhất Inter Milan chấp Genoa 1.5 bàn thắng kèo. Soi kèo bóng đá trực tuyến tài xỉu chọn tài. Dự đoán bóng đá kèo châu Âu Inter Milan thắng. Các chuyên gia bóng đá dự đoán Inter Milan thắng 3-1 trong 90 phút thi đấu. Để ủng hộ kênh các bạn bấm like, nhấn vào chuông để nhận thông tin mới nhất. Mến chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.